cái ông chồng hamster của con này á, của hamster mẹ này, đang chồng nè, muốn bà vợ sinh sản nữa, nhưng mà bà vợ nói tôi đẻ cho ông quá nhiều đứa con rồi, ông làm ơn tha cho tôi đi, tôi không phải là cái máy đẻ. Ông chồng nói vì tôi yêu bà mà, cho tôi làm vài phát nữa, thêm vài đứa nữa có sao đâu, nhà mình giàu mà, có điều kiện mà, được chàng tiên cá tiêu ôn cho ăn no, sống sung sướng, môi trường thoáng mát, con cái của mình được ở trong tòa lâu đài sang trọng như vậy. Bà không đẻ nữa, bà làm cái gì đâu, bao nhiêu đứa trong này vậy? Trời ơi, nguyên gia đình ở trong tòa lâu đài sang trọng chưa đó, nguyên cả nhà nó sống trong lâu đài đó mọi người. Còn bên đây là nhà lính gác canh, kế theo đó là một cái cây huyền thoại, cây táo. Rồi thôi, bây giờ tôi sẽ làm môi trường tốt cho tôi nó sống. Đây là cái gì? Mệt ghê á, nó thích xen ngang vào câu chuyện của Tion lắm các bạn ạ. Rồi, cái này thì tôi dùng kéo để tôi cắt ra. Giờ tôi sẽ đổ cái phân này vô trong này nha. Mục đích là cái miếng này là trồng cây ở trên này thôi, để cho nó không có thấm nước. Bây giờ mình sẽ nghiêng ở góc nào ta? Mình để ngay giữa hay là sao đây? Chưa hình dung được luôn á. Rồi có con dê chó nhỏ trong này nữa nè.